xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Thì vừa rồi là một đoạn intro để Tuấn Anh giới thiệu cho các bạn một mẫu xe Vespa Spring phối màu ha các bạn. Thì đây là trong chuyên mục sắc màu Vespa trên kênh của Tuấn Anh. Thì đây là một mẫu mà Tuấn Anh vừa phối cho một chị khách hàng. Đây có thể gọi là một cái màu cực kỳ hot trong khoảng thời gian gần đây, màu xám không gian ha các bạn. Rồi thì Tuấn Anh sẽ dẫn mọi các bạn đi vào chi tiết của cái mẫu xe này xem nó đã thay đổi những gì. Đầu tiên là những cái phần chi tiết viền trên xe đã được sơn lại thành màu đen bóng ha các bạn. Đó, màu đen bóng. Rồi, toàn bộ khung xe đã được đi màu xám không gian ha các bạn. Màu xám này ở mỗi góc độ khác nhau nó sẽ thể hiện ra một cái màu sắc khác nhau ha. Ví dụ như là Tuấn Anh nhìn ở một cái góc độ khác thì nó có thể ánh lên màu tím, một góc độ khác có thể ánh lên màu xanh, một góc độ khác như hiện tại các bạn đang nhìn ở đây thì sẽ ánh lên màu xám. Rồi, và phần xi nhan trước, xi nhan sau Tuấn Anh đã đi lại màu đen cho con xe nó trở nên ngầu hơn ha các bạn. Nhưng mà cái phần ánh sáng của phần xi nhan vẫn được cải thiện nha. Trong cái video intro Tuấn Anh đã quay cho các bạn xem á, thì phần ánh sáng xi nhan vẫn sử dụng bình thường. Rồi, phía trước chúng ta sẽ có dàn chân trước được sơn là sporty các bạn. Đây là nguyên mẫu của nó là màu xám xi măng phiên bản tiêu chuẩn ha. Và cái phần chân trước đã sơn sporty, cái mâm thành mâm đen, cái lớp càng đã được sơn đen. Rồi, đó. Các bạn có thể thấy một cái màu rất là đẹp ha. Đây tiếp theo là cái phần lốc máy. Lốc máy ở đây Tuấn Anh cũng đã sơn đen cho khách hàng rồi nè các bạn. Đó, sơn đen rồi ha. Rồi, bộ tem Vespa trên xe Vespa Spring sẽ là màu chrome, thì Tuấn Anh cũng đã sơn lại phần đen. Rồi, phía sau viền đèn hậu cũng như là xi nhan sau Tuấn Anh cũng đã sơn đen. Và cái này ha các bạn, trong kênh của Tuấn Anh nói rất nhiều về cái vấn đề sơn đèn hậu và sơn đèn chiếu sáng. Xe này thì Tuấn Anh đã tư vấn cho khách hàng là không sơn hai cái phần đèn đó. Hai phần đèn đó nó ảnh hưởng rất nhiều tới vấn đề các bạn vận hành xe. Rồi, ốp bô, dĩ bô thì Tuấn Anh đã sơn màu đen bóng. Rồi, đây. Lên xíu nữa các bạn có thể xem ha. Rồi, đây là phiên bản tiêu chuẩn ha các bạn, thì vẫn sử dụng đồng hồ kim. Một số cái chi tiết như là cùm cũng sẽ không có sự thay đổi trong phiên bản năm 2023. Đó, các bạn thấy rất là đẹp ha. Rồi, thì video này Tuấn Anh muốn giới thiệu lại cho các bạn một cái màu sắc mà hiện tại Tuấn Anh thấy rất nhiều bạn đang quan tâm về cái màu sắc này, màu xám không gian. Thì các bạn có nhu hầu cầu mua những cái mẫu xe như thế này thì có thể liên hệ vào số điện thoại Tuấn Anh ha, 0973 060627. Rồi, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.